tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung giả soát xây dựng phương án đấu tranh với hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy trên các tuyến qua địa bàn Bắc Ninh. Ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh phối hợp cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phá chuyên án lớn bắt giữ hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy là Trần Bá Du, 44 tuổi ở phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ và Đỗ Duy Lợi, 44 tuổi ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 14 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp, gần 2.900 gam ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Du, cơ quan công an thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp. Tại nơi ở của Lợi thu giữ hơn 146 gam ma túy tổng hợp, 240 viên MDMA, hai khẩu súng, 3 viên đạn cùng các tăng vật liên quan. Trần Bá Du và Đỗ Duy Lợi nằm trong đường dây chuyên vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến từ các tỉnh Sơn La, Điện Biên về giao cho các đối tượng ở Bắc Ninh và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện và chống trả khi bị lực lượng công an phát hiện, chúng thường xuyên mang theo súng và giao dịch vào ban đêm. Trước đó tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, công an tỉnh phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Văn Quyến, 45 tuổi ở phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh về hành vi mua bán trái phép một bánh heroin có khối lượng 300g và hơn 95g ma túy tổng hợp khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyến, cơ quan công an thu giữ hơn 122 gam ma túy tổng hợp. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Quyến là đối tượng có quan hệ xã hội phức tạp, thủ đoạn hoạt động phạm tội về ma túy rất tinh vi và thường vận chuyển trái phép trên ma túy trên tuyến từ các tỉnh Tây Bắc về giao cho các đối tượng bán lẻ tại Bắc Ninh và Bắc Giang tiêu thụ.